Xin chào các bạn, rất vui khi được gặp lại các bạn trong video lần này của Ly. Nghe thật là thân quen đúng không? Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có một video dọn nhà với Ly ha. Và cứ hàng năm thì chúng ta sẽ có rất là nhiều những beauty MT. Nhưng mà đến đợt gần đây thì Ly đã giãn nó ra rồi để làm một collection thật là nhiều những sản phẩm Ly đã dùng hết trong vòng nửa năm vừa qua. Và lần cuối cùng mà chúng ta gặp nhau ở trong cái chủ đề này thì là trước Tết rồi. Và bây giờ thì đã là cuối tháng 8. Vậy thì không biết là 6 tháng vừa qua Ly đã dùng hết bao nhiêu đồ? Mọi người cùng xem với Ly nhá. Bắt đầu thôi. Đầu tiên, chắc chắn thứ mà Ly dùng nhiều nhất có lẽ chính là tất cả các thể loại về tẩy trang cũng như là sữa rửa mặt. Và đầu tiên thì chúng ta sẽ phải nhắc đến bạn Clinique Zero. Đây là bạn dầu bơ bom tẩy trang mà có lẽ là đình đám nhất mọi thời đại. Nếu như bạn thích sử dụng bạn bơ tẩy trang của Clinique hay là mong muốn sử dụng nhưng mà có vẻ như quá hậu bao của mình thì hãy thử ngay bạn Clinique Zero của Ly nhé. Nhưng mà tuy nhiên ấy, bạn này nếu một khi nó đã hết hạn ấy thì chắc chắn là nó sẽ để lại một cảm giác hơi giống là bom tẩy trang fake một tí mọi người ạ. Nó sẽ không trôi hết từ trên da của mình và nó rất là khó để có thể tẩy. Và bạn này của Ly dùng được một nửa lọ rồi nhưng mà nó hết hạn và khiến cho cái kết cấu sản phẩm cũng như là cái hiệu quả của sản phẩm trên da không được như ngày xưa nữa. Do vậy là mọi người hãy lưu ý và để ý nhá. Tiếp đến là một bạn dầu tẩy trang mà nói thật ấy, bản thân Ly đã dùng hết sạch rồi. Nhưng mà Ly cảm thấy là bạn ý không rửa sạch được hết tất cả những bạn make up của Ly. Bạn này sẽ chỉ phù hợp với những bạn nào da skin care cực kỳ cơ bản và da không có vấn đề gì, không có mụn viêm cũng như là không bị khô quá. Bạn này dành cho những bạn da đẹp ha. Bạn ý nói là bạn có thể tẩy được make up, làm sạch và cũng như làm mềm da thì đúng. Nhưng tuy nhiên tẩy sạch thì Ly không cảm thấy sạch lắm và nói chung là cũng... Đối với Ly cảm thấy là không xứng đáng lắm so với cái số tiền chúng ta bỏ ra. Nhưng mà tuy nhiên bạn là người sẽ có làn da rất đẹp và chỉ cần cái nước tẩy trang nó cung cấp lại độ ẩm cho mình thôi và tẩy trang cơ bản thì đây có thể sẽ là một lựa chọn cho bạn nhé. Không thể không nói đến trong tất cả beauty MT của Ly đấy chính là một chai Bioderma phải không nào? Đã dùng hết sạch rồi bạn mọi người ơi. Và chai này thì Ly nghĩ là không phải nói nhiều nữa rồi. Bây giờ mọi người đã có thể mua rất là dễ dàng ở trên Lazada, Mo hay là Shopee rồi phải không nào? Và Ly cũng sẽ để đường link ở tất cả các món đồ ở đây để các bạn tham khảo ở phía dưới nhé. Là đã hết tẩy trang rồi, chúng mình sẽ đến với sữa rửa mặt nha. Một bạn mà chiếc chai rất là to và Ly cũng phải cảm ơn anh Dũng đã đóng góp cùng Ly có thể sử dụng được hết cái chai này. Đây là bạn La Roche-Posay Effaclar, cho da dầu nha mọi người và cũng như là da nhạy cảm. Bạn này thì là một chai 400ml, nếu mà Ly dùng một mình ấy chắc là gần cả năm Ly mới dùng hết. Nhưng mà tại Ly dùng với chồng thế nên là nửa năm đã dùng hết rồi. Rất là dễ chịu, sạch, dịu, nhẹ và giá thì cực kỳ ok đấy. Một bạn sữa rửa mặt nữa mà Ly có lẽ là dùng lâu lắm rồi đấy chính là bạn Free Plus Nail Soft. Nếu như bạn thích một bạn sữa rửa mặt dịu nhẹ, bọt vừa phải, không phải là tạo bọt quá nhiều nhưng mà không gây kích ứng cho da và không làm cho bạn sót da và bạn cũng không có nhu cầu là làm sạch bã nhờn quá nhiều hay là bạn cũng không có nhu cầu là dưỡng ẩm thêm quá nhiều thì đây sẽ là một bạn sữa rửa mặt cực kỳ dịu nhẹ dành cho bạn nhé. Đây là một hãng của Nhật và Ly cũng đã review nguyên full bộ sản phẩm này rồi. Các bạn có thể xem lại video ở dưới đây. Một bạn nữa mới lần đầu tiên ra mắt trong bộ sưu tập Beauty MT của Ly đấy chính là bạn Comfort Zone Essential Face Wash. Cũng giống như bạn Free Plus thì bạn này cũng rất là dịu nhẹ. Tuy nhiên bạn này sẽ giúp cho chúng ta thêm được độ dưỡng ẩm và nó làm sạch sâu hơn là bạn Free Plus đấy. Và một đặc điểm nữa mà Ly rất là thích ở bạn này ấy, đấy chính là bạn này sẽ có cảm giác cho chúng ta vẫn tạo bọt nhưng mà nó vẫn có một cái chất kem kem gì đấy mềm mềm rất là dễ chịu và Ly đã dùng hết bạn này trong cái khoảng thời gian mùa đông và cực kỳ highly recommend mọi người nhé. Nhưng bạn này thì Ly chưa thấy bán ở trên các sàn thương mại điện tử chính hãng. Do vậy là mọi người hãy chờ hãng lên trên Lazada Mall nha. Ly nghĩ là sắp rồi đấy. Ok, và đó chính là tất cả sữa rửa mặt của Ly dùng trong nửa năm vừa qua. Bây giờ đến một hạng mục nữa mà cũng tốn tiền, tốn hộp bao của Ly rất là nhiều mà Ly cũng dùng rất nhiều. Đấy chính là toner nha mọi người. Đầu tiên chúng ta sẽ có bạn Fresh Kombucha Facial Treatment Essence. Thực sự đây là Ly mua cái set có rất là nhiều sản phẩm với nhau ấy mà đã khá là đắt rồi. Bản thân Ly chưa bao giờ dám mua một cái chai Fresh này full size đâu. Bạn nào có hộp bao thì mua nha. Nhưng bạn này cũng rất là tốt. Nhưng mà tuy nhiên Ly thấy bạn này ấy, hoàn toàn có thể thay thế được với bạn Kiehl's
calendula, nghĩa là mọi người nếu mọi người đã mê fresh này rồi thì mọi người dùng kia calendula cũng na ná giống nhau. Tuy nhiên là bạn fresh này thì có nhiều dưỡng ẩm hơn, còn calendula này nó sẽ thiên về dành cho da dầu hơn thì nó sẽ làm sạch bã nhờn cho chúng ta dễ hơn. Còn bạn này thì sẽ cấp ẩm rất là tốt và đúng là nó đã sát ra miếng thật, nhưng mà bảo ly mua chưa chắc liệu mua full size đâu. Một bạn nữa cũng đến từ comfort zone, đấy chính là bạn Revitalize Tonic. Thật sự siêu thích mọi người ạ. Nếu mọi người thích cái cảm giác the mát nhẹ nhẹ, không phải the mát, rất là the mát nha, làm sạch da của mình, cân bằng độ ẩm, không bị hết ẩm cho da, nó vẫn đem lại độ ẩm cho da của mình, nhưng mà nó đem đến một cảm giác lạ lắm, hay lắm, mà kiểu khoan khoái cho cái làn da của mình ý. Thì Ly highly recommend bạn này. Ly cũng đã có review đầy đủ bạn này ở trên Instagram rồi, mọi người thể xem lại review đấy của Ly nhá. Và Ly cũng mong là Comfort Zone sớm lên Lazada Mori để chúng ta có thể mua dễ hơn, và Ly có thể dẫn link cho mọi người dễ hơn nữa. Một bạn lotion nữa mà cũng cơ bản nhiệm vụ chính thì chính là lotion, đấy chính là bạn Deprogram Whitening Clear Lotion. Bạn này thì cũng giống như những bạn kia, làm sạch rất là tốt, cấp ẩm ổn, và ngoài ra có thêm một chút những cái thành phần giúp cho chúng ta kích thích làm trắng da và kích thích làm sáng đều màu da. Nhưng mà tuy nhiên Ly không thấy rõ rệt lắm, do vậy là Ly vẫn để bạn này ở trong cái là nước cân bằng da, làm sạch cơ bản và giữ ẩm cơ bản thôi. Còn với những bạn nào mà đang có nhu cầu muốn về những cái bạn nước cân bằng da mà thêm, ví dụ là thêm tẩy da chết này, xong rồi thêm AHA, BHA hay là vitamin C, thì sau đây sẽ là những bạn dành cho bạn nhé. Còn đây sẽ là những bạn dành cho những bạn có nhu cầu bình thường thôi. Đầu tiên nhắc đến những bạn nước cân bằng da mà có thêm khả năng làm sạch da, tẩy da chết thì không thể nào không nhắc đến chính là Lancôme Clarify. Cực kỳ thích Refining Dual Essence. Bạn này thì có các tính chất lên men, và Lancôme rất là thường xuyên nói bạn này là như một bạn nước thần vậy, và đúng, dùng rất là thích. Nhưng mà tuy nhiên với các mẹ bầu thì không được dùng bạn này trong thời gian này nha, tại vì bạn ý có một chút salicylic acid ở trong này. Thế nên là sau khi đẻ con xong, chúng ta hoàn toàn được dùng trong thời gian mà chúng ta cho con bú nhá. Và Ly highly recommend bạn này, cực kỳ thích, làn da khang khoái, giảm hẳn mụn đầu đen và cũng như là những cái mụn li ti ở trên da mặt của mình. Từ lúc mà Ly dùng bạn này gần như là Ly không bao giờ phải đi nặn mụn nữa, và Ly nghĩ là cũng là một phần nhờ là Ly sử dụng những cái sản phẩm có một chút BHA và cũng như là tẩy da chết hóa học nhẹ ở trong từng sản phẩm một. Mình không dùng những sản phẩm quá mạnh, liều quá mạnh, mà mình sẽ tràn đều ra để nó cung cấp và cũng như là bảo trì cái làn da của mình theo từng cái lớp một. Tiếp đến một bạn cũng khá là tương tự với cả bạn Lancôme, Ly thì mới dùng một chai thôi, Ly chưa thực sự cảm nhận được thấy rõ rệt lắm, nhưng so sánh qua thì cũng giống như thời gian đầu mình dùng bạn chai Lancôme kia, mình chưa thực sự nhìn thấy quá nhiều. Nhưng mà khi dùng đến chai thứ hai rồi mọi người ạ, chắc chắn sẽ có sự khác biệt đấy. Đấy chính là bạn Estée Lauder Micro Essence. Bạn này cũng được coi là một bạn nước thần của Estée Lauder, do vậy là nếu khi nào bạn thấy Lancôme rẻ hơn thì mua Lancôme, còn thấy Estée Lauder rẻ hơn thì mua Estée Lauder nhá. Cả hai bạn này thì có giá cũng đều khá là cao so với mặt bằng chung, nhưng mà tuy nhiên dưỡng da chúng ta phải cần thời gian, và thời gian thì sẽ nói lên cho tất cả về hiệu quả của sản phẩm. Và Ly vẫn recommend bạn này tại vì cả hai bạn cũng đều có những cái thành phần lên men giúp cho cái làn da của mình, do vậy là chúng ta tham khảo nhá. Một bạn nữa giá trung bình hơn, nếu như bạn cảm thấy là Lancôme và Estée Lauder giá hơi cao quá và cảm thấy là ôi mua một chai này xong là hết cả tháng lương rồi, thì các bạn hoàn toàn có thể tham khảo thử cho Ly, đấy chính là bạn Laneige Radiance Advanced Effector 94% SBC và cũng như là niacinamide cũng như là vitamin C. Bạn này vừa có niacinamide củng cố và khắc phục cho làn da chúng ta không đều màu và cũng như là vitamin C, thì rất là phù hợp với chúng ta dùng cho ban ngày. Đây cũng là một bạn nước cân bằng da mà Ly dùng ban ngày khá là nhiều, và Ly đã dùng hết sạch chai 150ml rồi. Bạn này cũng rất là hay nhá, là ở phần bên cạnh này nó sẽ có những cái vạch chia tương ứng với mỗi ngày chúng ta sử dụng là từng bao nhiêu, và đến 30 ngày là chúng ta có thể sử dụng hết toàn bộ chai này và có hiệu quả trong vòng 1 tháng. Vậy thì các bạn hãy thử nghiệm xem là có đúng như Ly nói không nhá. Và đó chính là tất cả những sản phẩm tẩy trang, làm sạch và cũng như là sữa rửa mặt của Ly. Bây giờ chúng mình sẽ đến với hạng mục serum nha. Đầu tiên chính là một bạn rất là quen thuộc, cực kỳ quen thuộc luôn. Đấy chính là Suasu First Care Activating Serum. Đây là bao bì cũ nha mọi người. Bây giờ Suasu First Care đã bao bì mới sang chảnh hơn rất là nhiều rồi, nhưng mà tại vì Ly vẫn còn được cái bao bì cũ, thế nên là cái nào cũ nhất thì mình mở ra mình dùng trước, không bị hết hạn sử dụng phải không nào. Và đây là hai bạn mà Ly vừa dùng hết. Một bạn này là 90ml, size to nhất
của Suasu luôn. Và bạn này là bạn mini mà cũng là những cái bạn mà mọi người hay được tặng ở trong các lần mọi người mua hàng của Suasu ở trên mall này. Và cả hai bạn này thì có lẽ là Ly đã nhắc đến quá nhiều rồi. Một cái bước booster trước khi chúng ta dùng serum với những bạn nào đơn giản hơn thì chúng ta hoàn toàn có thể dùng bạn này không thôi và chúng ta dùng đếp kem dưỡng. Mà tuy nhiên ấy, để dưỡng da chuyên sâu hơn một chút nữa, hơn basic đi, hơn cơ bản đi, thì chúng ta hãy dùng bạn này trước bạn serum cho Ly nhá. Và để giúp cho cái bề mặt da của chúng ta sẵn sàng với tất cả những cái gì mà bạn serum sắp tới sẽ đem đến cho chúng ta, nhất là hiệu quả và cũng như là cân bằng cho làn da của mình ở cái mức pH chuẩn nhất nhá. Tiếp đến một bạn cũng tương tự với nhiệm vụ như bạn Suasu, đấy chính là bạn Shiseido Ultimune. Bạn này thì Ly sẽ recommend cho những bạn nào da hơi bắt đầu có chỉ dấu hiệu lão hóa rồi, thì bạn này sẽ hoạt động cực mạnh trên làn da của bạn và nhìn cho bạn có thể nhìn thấy được kết quả nhanh nhất. Và bạn này là một chai 30ml, làm chai nhỏ nhỏ thôi. Các bạn cũng có cả những chai 90ml nữa, thì mọi người tham khảo. Và để bắt đầu thì Linh nghĩ mọi người nên bắt đầu với những chai nhỏ là chai 30ml này. Chúng mình sẽ dùng trong khoảng 1 tháng hoặc 1 tháng rưỡi là chúng mình có thể bắt đầu nhìn thấy được hiệu quả rồi. Và sau khi dùng xong chúng ta có thể consider là mua thêm chai to hơn hay không. Tại vì thực ra những cái chai này cũng khá đắt nhá. Một chai 30ml là cũng hơn 1 triệu rồi. Tiếp đến một bạn mà Linh rất là thích nhưng không thích packaging, không thích bao bì. Đấy chính là bạn Vichy Lip Active B3 Serum. B3 Serum thì có 5% là niacinamide, cực kỳ thích hợp cho da không đều màu. Và với những bạn nào mà đang bầu bí thì hoàn toàn có thể sử dụng bạn này được, không vấn đề gì hết, kể cả cho con bú nha. Và đây là một bạn mà Ly cực kỳ yêu. Có lẽ Ly phải dùng đây là chai thứ 3 rồi mọi người ạ. Mọi người có thể đếm lại hộ Ly trong tất cả các video Beauty MT không? Và bạn này luôn luôn có ở trên bàn trang điểm của Ly bất cứ nơi đâu, để mà Ly có thể dùng cho những dịp phù hợp và cũng như trong những cái lúc mà da mình cần. Bạn này thì Ly sẽ thường xuyên là Ly dùng buổi sáng thay vì là buổi tối. Buổi tối mình sẽ dùng những cái sản phẩm serum mà nó chuyên sâu hơn một chút và cũng như là kích thích chống lão hóa nhiều hơn. Và bạn này sẽ không làm ảnh hưởng đến bất cứ một cái lớp skincare nào ở trên da của chúng ta cả. Tại vì nó là dạng kiểu, Ly không biết phải miêu tả cái này dạng gì. Nó không phải là gel, nó cũng không phải là cream, mà nó là hơi nước nước. Nó không hề dính da, nó không hề cho chúng ta cảm giác nhờn dính. Nó sẽ tẹp vào da của mình ngay và thấm vào da của mình ngay, rất là hay. Ly chỉ mong là brand thay đổi packaging cho Ly thôi nha. Rồi một bộ đôi nữa mà Ly nghĩ là các bạn chắc chắn là ai cũng sẽ biết đến bộ đôi này. Đấy chính là bộ đôi L'Oreal Revitalist HA. Ai cũng nói về bộ đôi này trong suốt 2 năm vừa qua phải không nào? Và đúng, hai bạn ý vừa ngon, bổ, rẻ thật mọi người ạ. Đầu tiên là bạn HA Serum 1.5% HA và cũng như là bạn kem mắt. Bạn mắt này thì Ly lưu ý với mọi người là vì bạn ý là dạng những cái hạt con lăn như này chúng ta lăn trực tiếp trên mặt. Thế nên là khi chúng ta cho lại vào ống thì rất dễ là có rất nhiều những cái kiểu bụi bẩn hay là vi khuẩn gì đấy vào trong. Và chúng ta không nên dùng chung bạn này. Và bên cạnh đấy nữa nó cũng sẽ nhanh oxy hóa hơn. Và khi mà dùng bạn này chúng ta sẽ dùng nhanh sớm sớm trong một tháng thôi khi mà bắt đầu mở ra. Còn bạn này thì chúng ta sẽ dùng cho đến khi đến hết nha. Và khi mà các bạn nhìn thấy cái bạn eye serum này bắt đầu có chuyển hơi vàng thì nghĩa là đến lúc mà mọi người cần phải bỏ sản phẩm đi, tại vì nó đã bị oxy hóa rồi nha mọi người. Và đó là kinh nghiệm của Ly khi mà dùng hai sản phẩm này. Còn đây đúng là hai sản phẩm serum HA quốc dân cực kỳ rẻ, các bạn hoàn toàn có thể dùng và Ly siêu recommend bạn này nhé. Cũng nói đến HA hay là B5 thì chúng ta sẽ có hai bạn sample size mini này Ly đã dùng hết của SkinCeuticals. Đây là dòng hydrating B5 dòng thường nha. Ly còn có một bạn intensive nữa Ly cũng đã dùng hết rồi nhưng mà Ly sẽ để cho tập sau. Đây là hai bạn serum B5 mà Ly thấy khá là thích. Cái kết cấu của nó sẽ hơi dính một chút và Ly sẽ khuyên mọi người, recommend mọi người dùng lên trên da của mình khi mà nó đang ẩm thì sẽ giúp cho cái da của mình hấp thụ được tốt hơn và cũng như là tránh cho cái sản phẩm bị bay hơi. Còn lại thì Ly chỉ chê mỗi là cái giá nó rất đắt thôi mọi người ạ. Thế nên là ai mà có cơ hội mà sở hữu được một bạn này hoặc là sở hữu sample thì cũng tranh thủ dùng và tự cảm nhận với bản thân mình, với sản phẩm và để xem là mình phù hợp không trước khi chúng ta bỏ hơn 2 triệu ra để mua sản phẩm nhé. Nếu như bạn cảm thấy là SkinCeuticals hơi đắt và hơi cao giá với bản thân Ly còn thấy đắt thì chúng mình có thể tham khảo thử cho Ly Cisa Plus B5 của La Roche-Posay. Bạn này thì sẽ không có kết cấu trong suốt mà sẽ có kết cấu nó hơi đục một chút và cũng hơi dính trên da một tẹo, nhưng mà nó cấp ẩm cực kỳ ok.
Và bản thân Ly dùng đã hết sạch chai này rồi và Ly khá là thích. Với những bạn nào mà da đang dùng retinol hoặc là da đang dùng những cái treatment nặng thì siêu recommend bạn này, bạn này sẽ cấp ẩm cho chúng ta da khỏi bong chóc rất là nhiều nha. Cũng là B5 và cũng là La Roche-Posay nhưng mà formula khác, thì Ly xin phép Ly được nói trước bạn này. Bạn này cực kỳ thích mà ít người nhắc đến mọi người ạ. Đấy chính là Sisa Plus B5 Ultra Repair Light Cream. Nếu như bạn cảm thấy tip B5 thần thánh, lâu lâu chúng ta dùng hơi quá tay một chút thì chúng ta sẽ bị cảm thấy bí da, thì hãy dùng cho Ly bạn này. Bạn dùng siêu thích vào mùa đông và đặc biệt là dùng ban ngày nha. Ôi, cái cảm giác gel light cực kỳ nhẹ nhàng, cực kỳ thích và dưỡng đủ ẩm cho Ly luôn. Bản thân Ly dùng bạn này 1-2 lần xong là Ly kiểu bất ngờ luôn với sản phẩm ấy. Và Ly phải nhắn tin ngay cho chị đại diện của La Roche-Posay bảo: chị ơi, tại sao cái sản phẩm này chị không quảng cáo rầm rộ đi, tại vì nó quá thích. Và đây chính là một bạn mà Ly rất là recommend mọi người dùng cùng với cả Sisa Plus B5 hoặc là không thì cũng được. Và rất là khuyên dùng mọi người vào trong mùa đông nha mọi người. Tiếp đến quay lại với cả serum thì Ly có một bạn mà Ly cũng rất là thích. Nếu như bạn nào mà cảm thấy là da mình chưa đủ khỏe để dùng retinol, hay là bạn chưa muốn sử dụng retinol ngay mà muốn sử dụng cái loại khác giống retinol có khả năng chống lão hóa cực kỳ tốt và cũng như là mịn da siêu thích luôn, thì các bạn hãy dùng cho Ly bạn Caudalie Instant Firming Serum này. Siêu thích mọi người ơi. Nhưng mà Ly dùng bạn này khá nhanh nha. Ly dùng trong vòng 1 tháng là đã hết sạch rồi. Và kể cả bạn cream, dòng kem đêm của bạn cũng rất là thích. Sáng dậy làn da của Ly nó như là da sứ ấy. Cái cảm giác siêu thích, nó như một cái lớp film, cái lớp màng ở trên da của mình, bao bọc cái da của mình vậy. Và cái bề mặt da nó cực kỳ khác luôn. Nhưng mà sau khi rửa mặt xong thì vẫn còn cái cảm giác ở trên da, chứng tỏ là nó không hề có một lớp gì trên da của mình cả, mà chính là cái sản phẩm nó đang hoạt động giúp cho cái bề mặt da của mình so smooth và rất là mềm mại, rất là dễ chịu luôn. Và bạn này thì giá Ly nghĩ là cũng không bị quá cao so với mặt bằng chung và lại còn cực kỳ an toàn nữa. Do vậy là mọi người có thể tham khảo bạn này thay cho retinol nếu như bạn có một ấn tượng nào đấy không tốt về retinol nhé. Và cuối cùng không thể nào không nói đến, đấy chính là Estée Lauder Advanced Night Repair. Trong mỗi beauty MT của Ly thì ít nhất là cũng phải có một bạn này của Estée Lauder. Và chắc là Ly không cần phải nói nhiều nữa không nào, tại vì ai cũng biết công dụng của bạn này rồi và lý do tại sao mà bao nhiêu người lại thích như thế. Và đây là chai 50ml của Ly nha. Tiếp đến là Ly có bạn Camellia Water Cream. Bạn này ấy, thì nói thật, nếu mà brand không tặng Ly thì chắc là Ly cũng chưa bao giờ mua đâu, tại vì Ly không có ấn tượng quá nhiều với các sản phẩm skincare của Chanel. Nhưng sau khi dùng rồi Ly thấy là cũng đáng để chúng ta thử nghiệm đấy. Nhưng mà tuy nhiên là bạn này giá thì cũng cao, và Hydra Beauty Camellia Water Cream thì dòng này cũng là dòng cơ bản thôi, chứ không phải là dòng number one của Chanel. Do vậy là nếu như bạn mà thích cái brand Chanel và muốn thử skincare của Chanel thì Ly sẽ recommend các bạn bắt đầu từ dòng này và xong rồi đi lên dần dòng number one, tại dòng number one rất là đắt nha mọi người. Và bạn này dưỡng ẩm tốt, dùng ban ngày rất là ok và làm lớp nền cho trang điểm cũng cực kỳ tuyệt vời. Bản thân Ly thì Ly dùng làm lớp lót trang điểm nhiều hơn là kem dưỡng, tại vì đối với Ly cảm thấy là nó không đủ độ dưỡng cho da của Ly. Còn bạn này dùng cho lớp lót trang điểm cực kỳ đẹp. Rồi bây giờ chúng mình sẽ đến với các bạn kem dưỡng nha. Kem dưỡng là một trong những cái phân mục mà Ly có lẽ là Ly ít khi có nhiều như thế này. Ly dùng hết tận 4 lọ mọi người ạ. Và mình cũng mê những cái sản phẩm dưỡng ẩm đặc và sâu hơn cho buổi tối. Ban ngày thì mình sẽ thích những cái sản phẩm dạng gel, nó mềm mại, dễ chịu và cũng như là nhẹ mặt hơn. Thì đầu tiên chúng ta sẽ đi đến với các sản phẩm mà Ly dùng ban ngày nhá. Đấy chính là bạn I'm From Vitamin 3 Water Gel. Đây là bạn có lẽ là khá là nổi tiếng đúng không nào? 86% ở đây là HA và cái độ dưỡng của nó rất là ok. Với những bạn nào da siêu dầu thì Ly sẽ recommend bạn này, tại vì dưỡng ẩm nó không phải là quá xuất sắc nhưng mà vẫn đủ để chúng ta sử dụng hàng ngày. Với mùa hè thì Ly sẽ recommend bạn này hơn, còn với mùa đông thì chắc chắn là không đủ cho da của Ly rồi. Và bạn này dùng cũng khá là nhanh, mùi dễ chịu, dễ tán. Nó gần như nó không có mùi luôn ấy. Và mọi người dùng, nhiều người sẽ cảm thấy là nó vô phường vô phạt, nhưng mà với những bạn mà tầm giá 200-300 như thế này cho các bạn học sinh sinh viên thì Ly nghĩ rất là ổn để cho chúng ta sử dụng rồi. Sau đó khi mà chúng ta hậu bao tốt hơn thì chúng ta sẽ nâng cấp dần cho làn da của mình nhé. Tiếp đến OG, đấy chính là Clinique Moisture Surge 100 Hours Auto Replenishing Hydrators. Cực kỳ recommend. Với bạn này mà so sánh các bạn I Am From thì chắc chắn là bạn này có độ dưỡng ẩm cao hơn hẳn rồi.
nhưng mà tất nhiên cũng đắt hơn mọi người ạ. Và này thì chúng ta có thể dùng cả mùa đông lẫn mùa hè, Ly dùng rất là thoải mái luôn. Và cái chất kem của nó cực kỳ dễ tán lên trên da của mình, sẽ bóng nhẹ và làm cho chúng ta cảm giác rất là dễ chịu. Và nếu như bạn nào mà không thích cảm giác bóng thì có lẽ là bạn này sẽ không hợp lắm đâu, và sẽ là hợp với bạn I'm From hơn nhá. Rồi, cuối cùng sẽ là hai bạn kem dưỡng mà Ly thực sự đến cái lúc ấy, Ly chạm đến cái thời điểm mà Ly đã dùng hết sạch chạm đầy hai bạn này, Ly kiểu cảm thấy tự hào bản thân rất là nhiều. Tại mình đã có một cái sự kiên nhẫn rất là ổn định với hai sản phẩm này. Và đúng, tại vì nó rất là tốt thì Ly mới có thể yêu nó đến thế. Đầu tiên nhá, là bạn rất là cứng đầu và cũng rất là đắt, đấy chính là bạn Suwasu Time Treasure Invigorating Cream. Đây là dòng Time Treasure. Nếu bạn nào thích Suwasu thì cũng biết là đây là một trong những dòng sản phẩm đắt nhất của Suwasu. Ly nhớ không nhầm ý, là bạn này rơi vào khoảng 8 triệu một lọ kem này. Và lọ kem này thì có định lượng là 60ml, rất là to nha mọi người. Và Ly dùng hết sạch sành xanh, không còn một tí nào. Cái mùi nó không hẳn là mùi nhân sâm như các dòng khác của Suwasu, nhưng lại để cho chúng ta cảm giác rất là khoan khoái. Ly không nhớ rõ là cái thành phần chính của sản phẩm này là gì, Ly sẽ để ở màn hình cho mọi người nha, Ly sẽ xem lại. Nhưng mà tuy nhiên ấy, khi mà Ly dùng sản phẩm này, gần như là Ly không cần phải lo về dưỡng ẩm cho da của mình buổi đêm nữa. Nhưng mà nếu bảo Ly là mua sản phẩm này không, lại không ấy, thì chắc là Ly không mua đâu, tại vì nó đắt quá mọi người ạ. Ngoài kia còn rất là nhiều sản phẩm khác, Ly mà không được brand tặng thì chắc là Ly chưa bao giờ dám sử dụng đến sản phẩm Time Treasure này. Nhưng mà tuy nhiên, nếu bạn nào đang suy nghĩ là mua quà tặng mẹ chồng đi, những người khó tính nhất trong cuộc đời chúng ta đi, thì hãy suy nghĩ thử bạn Suwasu Time Treasure này nhá. Bạn tiếp theo cũng là một bạn mà wow, thực sự là lúc đầu Ly dùng Ly thấy ủa, cái này có gì hay, khó dùng ấy, nhưng xong rồi dùng lại hết sạch luôn mọi người ạ. Đấy chính là bạn Murad Intense Recovery Cream. Đây là một bạn, vì nó, mọi người xem nhá, tên nhá là Intense Recovery Cream, nghĩa là hồi phục da một cách mạnh nhất. Và Ly dùng bạn này trong cái thời gian mà Ly dùng retinol. Ôi, nó sướng. Cái chất của nó không phải là cream, không phải là gel, mà nó là chất sáp mọi người ạ. Nhưng khi mọi người lấy một cái lượng vừa đủ ở trên cái thìa, chúng ta phải massage ở trên cái ngón tay của mình để cho sản phẩm nó ấm lên và sản phẩm nó mềm lên, sau đó chúng ta mới thoa lên trên da. Và a little bit goes a long way. Mọi người chắc là mọi người chỉ cần dùng một cái móng tay của mình thôi là đủ cho cả khuôn mặt của mình rồi. Cực kỳ sâu, dưỡng ẩm rất là tốt, sáng hôm sau da vẫn mọng, vẫn mềm và vẫn rất là dưỡng ẩm luôn. Đấy là hai bạn mà Ly cực kỳ recommend cho mọi người. Và giờ Ly đã hiểu tại sao cái bạn này lại hơn 2 triệu một lọ mà dùng rất là lâu nha. Ly phải dùng đến 3, 4 tháng, 5 tháng mới hết được bạn này cơ. Và đây là một bạn mà Ly siêu recommend, dùng ban ngày cũng được mà dùng buổi đêm cũng rất là ok. Thế nên bạn nào đang ra treatment cần một bạn thử hết tất cả các bạn khác mà không cảm thấy là đủ cho ẩm cho da của mình, mà không muốn dùng nhiều lớp bước lách cách, thì có thể tham khảo bạn này cho Ly nhé. Và Ly hiện tại đang có ở trong tủ của mình một bạn cũng thuộc dòng này, nhưng mà nó là dòng thường, nghĩa là kiểu nó không intense, nó chỉ là recovery cream thôi. Và cái chất kem nó là chất kem gel, thì để Ly dùng thử rồi Ly sẽ recommend lại cho mọi người nhé. Và một sản phẩm cuối cùng cũng liên quan dưỡng ẩm, nhưng mà liên quan dưỡng ẩm môi duy nhất Ly có trong 6 tháng vừa qua. Đây là bạn Suwasu Essential Lip Mask dòng Moisture. Ly dùng gần hết rồi nhưng mà Ly phải bỏ đi tại vì nó đã hết hạn rồi mọi người ạ. Bây giờ chuyển sang dùng bạn khác và thực sự bạn này rất là thích. Nếu mà không phải vì hết hạn thì Ly cũng sẽ tiếp dùng tốt thôi. Và Ly thường xuyên là dùng trước khi make up cũng như là buổi tối trước khi đi ngủ. Chúng mình sẽ dùng bằng đầu ngón tay hoặc là chúng mình dùng bằng thìa nhé. Ly nghĩ là Ly vẫn recommend mọi người dùng với thìa hơn. Và nếu mọi người dùng Laneige Sleeping Mask không thấy xi nhê gì thì mọi người dùng cái này cho Ly ha. Thực ra là giá cũng chỉ có khoảng 800 nghìn thôi, cũng chỉ nhỉnh hơn Laneige Sleeping Mask một xíu thôi mọi người ạ. Và bây giờ chúng mình sẽ đi đến với hạng mục kem chống nắng nha. Đây chúng ta có rất là nhiều kem chống nắng luôn. Và có lẽ mùa hè vừa rồi mọi người cũng đã được thử rất nhiều loại kem chống nắng rồi không nào. Bây giờ chúng mình sẽ nhắc đến một sản phẩm đầu tiên. Đấy chính là bạn Elta MD Skincare UV Physical Broad Spectrum 41 Lightly Tinted. Bạn này là một bạn mà
có màu nha mọi người. Bạn này thì Ly cũng đã review trong series 5 bạn kem chống nắng mà Ly dùng trong đợt bầu bí em sữa. Mọi người có thể xem lại. Bản thân Ly thì vẫn thích bạn này, nhưng mà tuy nhiên ấy, một cái tip này hơi to. Ly nghĩ là mình chỉ nên mua tip nhỏ thôi. Và thực sự là tùy vào cái tình trạng da hôm đấy của mình mà mình sẽ tán bạn này lên đẹp hay không. Do vậy là để an toàn thì Ly vẫn không recommend bạn này lắm. Nhưng mà tuy nhiên nếu mọi người muốn màu bạn kem chống nắng lại vừa có thể giúp cho chúng ta cân bằng được màu sắc của da của mình và nhìn hơi make up một tí thì các bạn có thể tham khảo bạn này nhá. Mặc dù là che phủ cũng không có nhiều đâu. Mọi người có thể xem lại video của Ly. Tiếp đến cũng là một bạn mà Ly dùng trong cái thời kỳ bầu bí của Ly. Đấy chính là bạn Elta MD UV Pure Broad Spectrum SPF 47. Bạn này chúng ta có thể dùng được cho cả mặt lẫn là body. Và bạn này là kem chống nắng vật lý. Và cũng là một bạn mà Ly trong dùng trong cái quá trình mà Ly bầu em sữa. Ly thì thích dùng bạn này cho body hơn. Tại vì với da mặt của mình, Ly cảm thấy nó hơi dày và hơi nặng mặt. Còn ngoài ra mọi người cũng hoàn toàn có thể dùng bạn này cho cả các em bé nữa nhá. Và em bé chắc ý là ý của Ly là lớn lớn một chút rồi, chứ còn các em bé sơ sinh thì chưa dùng được đâu nha mọi người. Tiếp đến một bạn cũng là kem chống nắng và cũng có màu một chút để cho chúng ta hiệu chỉnh làn da. Không ai khác chính là bạn Madagascar Centella Effice Sunscreen Plus. Ly ngày xưa rất là thích bạn này, nhưng mà dùng một thời gian xong ấy, Ly phát hiện ra một bạn khác hay hơn, đẹp hơn thì Ly lại bớt thích bạn này đi rồi. Nhưng mà tuy nhiên bạn này giá quá là tốt mọi người ạ. Thế nên là ai mà đang trong thời gian kiểu gọi là sao nhỉ, sinh viên này, hầu bao chưa dùng dính quá thì các em hoàn toàn có thể sử dụng bạn này. Và bạn này chúng ta cũng có thể dùng được trong thời gian bầu bí nữa nha. Tiếp tục thì chúng mình cũng có một bạn nữa, cũng có màu. Đấy chính là SkinCeuticals Physical Matte UV Defense Sunscreen. Cũng là một bạn dành cho da bầu bí, vì đây là cái chống nắng vật lý mà. Và bạn này có một chút màu, màu bạn này rất là đẹp, rất là đẹp. Nhưng mà tuy nhiên bạn này quá đắt mọi người ạ, để mà chúng ta có thể dùng hàng ngày. Thế nên là một tip này dùng, nếu mà dùng hàng ngày ấy, dùng rất là nhanh hết. Và màu của nó thì rất là phù hợp cho những bạn có làn da giống màu như Ly. Một bạn mà Ly cũng rất là thích, đấy chính là bạn UV Capital Soleil UV Edge Daily. Đây là bạn cùng dòng cùng bạn Live Active B3 mà Ly hay recommend cho mọi người đấy. Dùng rất là thích, dịu nhẹ dàng trên da và không hề gây kích ứng cho da của mình. Bản thân Ly thì dùng bạn này trong suốt cái thời gian mà mình dùng cùng với các bạn Live Active B3, nên là mình cũng có thể bảo vệ tối đa làn da của mình và cũng như là giúp hai sản phẩm đấy kết hợp với nhau tốt hơn. Bạn này thì lưu ý cho mọi người một chút là hơi nhiều dưỡng ẩm một xíu. Thế nên là với những bạn mà da siêu dầu thì có thể tham khảo thử xem loại khác bớt dầu hơn. Còn những bạn nào da thường hoặc là da hỗn hợp như Ly thì hoàn toàn có thể dùng được nhất, đặc biệt là mùa đông. Tiếp theo chúng ta sẽ có Shiseido, rất là thích. Bạn này Ly dùng trong suốt thời gian mà Ly đi du lịch rất là nhiều, đi Mỹ dùng nhiều cực kỳ luôn. Và nó không nên đến độ dưỡng ẩm cho chúng ta nha. Thế nên là các bạn mà da siêu khô không nên sử dụng bạn này. Các bạn da dầu, siêu dầu cực kỳ recommend bạn này, vì nó giúp cho chúng ta không bị bóng dầu, khả năng chống nắng cực kỳ mạnh luôn. Không ai địch được, mỗi tội giá hơi cao. Một bạn nữa của Elixir, đây là bạn Daycare Revolution, cũng giống như là bạn lúc nãy mà Ly nói là Vichy UVH Daily, thì bạn này cũng có độ dưỡng ẩm rất là tốt. Và mọi người nếu mà da đẹp, da không có tì vết và da mọi người muốn có độ bóng bẩy rất là glowy, rất là kiểu trendy hiện tại, thì Ly siêu recommend bạn này nhá. Bạn này ở dưới lớp make up cũng rất là đẹp nữa. Và đó chính là các sản phẩm liên quan đến kem chống nắng. Bây giờ chúng ta sẽ đi đến với body và cũng như là tóc nha, trước khi chúng ta đến với phần make up. Đầu tiên bộ đôi mà Ly đã dùng hết sạch đấy chính là của Kerastase dòng Resistant. Bạn này thì dành cho tóc cực kỳ hư tổn và tóc sử dụng hóa chất nhiều, và đó chính là tóc của Ly mọi người ạ. Và Ly cảm nhận thấy được sự khác biệt khá là rõ rệt khi mà Ly sử dụng bạn này. Nó không làm cho tóc mình dầu, bạn này vừa đủ ẩm này, giúp tóc mình bóng khỏe này. Và đặc biệt hơn ấy, là nó làm cho tóc của Ly khá là chắc và lúc nào cũng bóng. Tất nhiên là cũng do là Ly dùng dầu dưỡng thường xuyên nữa, nhưng mà tuy nhiên là Ly khá là hài lòng với bộ đôi sản phẩm này. Và chắc chắn là Ly sẽ mua lại vì tóc mình vẫn là tóc nhuộm tẩy mà. Một bạn dầu gội nữa mà Ly cũng đã dùng hết, đấy chính là bạn Dove phục hồi hư tổn cho tóc. Bạn này cũng rất là phù hợp với những bạn nào mà tóc hay tạo kiểu và tóc cảm thấy khô sơ. Tuy nhiên các bạn mà nhuộm tẩy thì có thể không nên dùng bạn này quá thường xuyên, nhất là những bạn nào có chất tóc là dễ bong màu. Bản thân Ly thì tóc không quá dễ bong màu nên vẫn có thể dùng bạn này được. Và mỗi lần dùng xong ấy, tóc mềm mượt rất là thích. Một bạn nữa mà Ly cũng rất là thích và có lẽ là Ly luôn luôn hay recommend, các bạn sữa tắm của The Body Shop lưu mùi hương lâu, dễ chịu, không làm khô da, và đặc biệt ấy, chai còn rất là dễ thương nữa và giá cũng ok. Mùi này của Ly là mùi Winter Jasmine, là mùi hoa nhài mùa đông. Ui thơm lắm.
rất là thích luôn. Một bạn mà kem dưỡng ẩm mà Ly dùng thích trong khoảng thời gian vừa qua, và cái bạn này ấy thì nó gọi là tập trung chủ yếu vào dưỡng ẩm thôi, dưỡng ẩm rất rất là sâu, đó chính là bạn Peels Cream Decoct Elizabeth Goes a Long Way. Mọi người sẽ cảm thấy là da của mình rất là ẩm và rất là mướt. Tuy nhiên, dùng bạn này xong phải đợi nó thấm vào da một lúc thì chúng ta mặc quần áo được. Chứ chúng ta mặc quần áo ngay ấy thì nó sẽ lại dây hết ra quần áo của mình. Dĩ nhiên nó không dây màu đâu, không kiểu thành màu trắng hay là những cái vệt trên quần áo mình đâu, nhưng mà mình sẽ có cảm giác nó cứ nhâm nhấp khó chịu gì đấy. Thế nên là sau khi bôi xong thì chúng ta cuốn khăn chạy xung quanh nhà một lúc nhá, xong rồi sau đấy hãy mặc quần áo. Rồi, một bạn mà cũng khá là nổi tiếng và Ly cũng dùng trong thời gian sau sinh, đấy chính là bạn Paula Choice Skin Revealing Body Lotion 10% AHA. Và Ly dùng bạn này, Ly thấy thích hơn là bạn DHA nha mọi người. AHA thì nó sẽ dịu nhẹ hơn cho da của mình, và cũng như là nó tránh được khá là nhiều thứ, và nó cũng cân bằng độ ẩm cho chúng ta nữa. Nhưng mà tuy nhiên Ly thấy bạn này độ ẩm không đủ cho da của Ly, đặc biệt là da vùng chân. Thế nên là với bạn này Ly sẽ thích là dùng phần tay và phần người hơn, còn chân Ly vẫn phải dùng một cái bạn khác nó đậm đặc hơn một chút. Bạn này thì chúng ta hoàn toàn có thể ngay sau sinh là chúng ta có thể dùng cho phần da bụng để chúng ta làm giảm những cái phần thâm đen ở phần dưới cánh tay này, hay là đùi, hoặc là ở phần da bụng, để cho chúng ta dần dần lấy lại màu da tự nhiên của da mình khi mà trước khi có em bé nha mọi người. Và đây là một bạn mà Ly đã dùng hết sạch rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ đi đến các sản phẩm dành cho em bé của sữa. Thì sữa đã dùng hết bạn Soothing Moisturizing Lotion của Mustela, hai bạn luôn, là cả bạn face, bạn dành cho mặt cũng như là bạn dành cho body. Mustela thì Ly thấy mùi rất là thơm, mà tuy nhiên ấy là cái chất kem Ly thấy nó hơi lỏng. Khi mà thoa cho con mình cảm thấy nó khá là nhiều nước ở trong đó. Thế nên là Ly nghĩ là với những bạn nào mà da cực kỳ nhạy cảm, tại vì Ly cũng mua cái dòng này là dòng rất là nhạy cảm cho bé, thì sẽ phù hợp. Còn với bạn sữa thì da cũng không quá nhạy cảm, thế nên là Ly vẫn ưu tiên về dần dưỡng ẩm hơn, thì bạn này không đủ dưỡng ẩm lắm cho sữa. Nhưng mà nói chung là dùng cũng mãi mà hết một cái tip này, tại vì mỗi lần dùng cho nó một xíu thôi là người nó có bé xíu à. Nên là các bố các mẹ có thể mua size nhỏ hơn của Ly thay vì là size to như này nhá. Rồi, và cuối cùng là hai lọ sản phẩm mà Ly chưa dùng hết nhưng mà nó đã hết hạn rồi, tại vì Ly mua dòng organic, Ly dùng trong cái thời gian sau sinh. Đầu tiên đấy chính là có Earth Mama Organic Nipple Butter để tránh nứt cổ gà, và cũng như là chúng ta có thể bôi cho những cái phần, ví dụ là đầu ngón tay để chúng ta bị tước bông dơ này, hay chúng ta bôi ở những cái phần khỉu gối cũng rất là tốt, khỉu tay rất là tốt. Và bản thân Ly thì chưa dùng hết, nhưng mà tại vì bạn ấy đã hết hạn rồi thế nên là mình phải cho bạn ấy đi thôi. Nếu mà lần tới mình bầu thì mình cũng sẽ mua lại bạn này, tại vì dùng siêu thích lại có dòng organic nữa. Và chúng mình sẽ có một bạn nữa, đấy là bạn Organic Skin and Scar Balm, nghĩa là dòng nghĩa là đây là kem bôi dành cho những cái vết mổ và vết khâu. Thì nói thật, bản thân Ly dùng ấy không thấy khác biệt gì luôn á. Nghĩa là nó sẽ, cái này nó bảo là nó sẽ làm giảm sẹo và cũng như làm mờ đi những cái vết dạn da trên da của mình. Nhưng mà thứ nhất, dạn da thì Ly không có, nhưng mà sẹo mổ thì Ly có, nhưng mà nó cũng không có xinh nhê gì hết á. Thế nên là cái này mọi người đừng mua nha, Skin and Scar Balm mọi người đừng mua. Ly cũng dùng khá là nhiều chứ không phải không đâu, nhưng mà nó không hết à. Và mùi thì Ly không khoái cái mùi này lắm, mùi nó hơi sao nhỉ, hơi thuốc bắc thảo mộc với Ly. Thế nên Ly không khoái lắm đâu mọi người ạ. Bạn nữa mà Ly thực sự là thất vọng luôn, Ly chưa dùng hết nhưng mà Ly đã phải cho vào video này rồi. Bạn ý là bạn lăn dưới cánh tay khử mùi, nhưng mà lại đem đến cho chúng ta một cái mùi thum thủm. Không hiểu sao nó ghi ở đây hẳn nhá là mùi hoa sen bergamot. Bergamot là mùi gì chị không nhớ, nhưng mà nó đáng nghĩ ra hoa sen nó phải mùi thơm thanh mát đúng không, nhưng nó chưa hết hạn nha. Thôi đừng bao giờ dùng bạn này nhá. Đừng bao giờ, không ai dùng bạn này nha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến với phần hạng mục make up nha. Nếu bạn đã xem đến đoạn này rồi thì đây sẽ là lời cảnh tỉnh cho bạn đi check hết tất cả hạn sử dụng của các sản phẩm của bạn đi, và để xem là có bao nhiêu sản phẩm của bạn đã hết hạn rồi nhá. Rồi, ok, đầu tiên chúng ta sẽ nói đến bạn cushion của Bobbi Brown Skin Longwear Weightless Foundation SPF 50 PA 3+. Bạn này dùng rất là thích, chất rất là ok, nên trên da rất là ổn, nhưng mà tuy nhiên cái màu nó hơi su một tí. Thế nên là Ly highly recommend mọi người là nếu mọi người muốn mua bạn này online thì nên ra cửa hàng của Bobbi Brown để thử màu trước, để biết được là mình sẽ hợp với màu nào. Sau đó hãng lên trên Lazada Mall để mua online, tại vì nói nhỏ cho các bạn nhá, mua online rẻ hơn và còn được nhiều quà hơn nữa nhá. Và Ly cũng rất là recommend bạn này. Hình như là Ly đã
review bạn này một lần rồi. Mọi người có thể xem lại video của Ly nhé. Ly không có tiếng Hàn, Ly không biết là nghe là gì. Nhưng bạn này là một bạn mà Ly dùng một lần xong Ly không muốn dùng nữa mọi người ạ. Nó quá tệ. Nó thứ nhất nhá, màu thì cũng tệp trên da của Ly đấy. Mặc dù nhìn đây thì có vẻ màu tối đúng không, nhưng mà lên da mình lại khá là sáng, vừa với cái da của Ly. Nhưng để đến cuối ngày, chả để đến cuối ngày đâu, đến nửa ngày thôi là nó đã bắt đầu bở ra rồi mọi người ạ. Mọi người hiểu cái chữ bị bở nền nó như thế nào rồi đấy. Thì đây là cái sản phẩm y hệt như thế, và Ly không recommend bạn này cho mọi người. Tiếp một bạn nữa của Cleo Qcover Foundation Foundation All New, Ly đã review rồi. Và Ly cũng rất là thích bạn này. Mỗi tội là cái bông mút của nó, Ly thấy dùng một thời gian sau thì nó không được đẹp như hồi đầu nữa, và khiến cho mình cảm thấy là hơi khó chịu một tí. Nhưng bạn này Ly cũng dùng hết sạch sành xanh, và màu của Ly là màu 3.5 nha mọi người. Tiếp theo chúng ta có bạn này của YSL, chính là Tarte Eclair Glow Pack Cushion. Ly cũng đã có review về bạn này rồi. Bạn này thứ nhất, màu thì không hợp với da của Ly lắm, tại màu nó hơi sáng. Thứ hai, bể nha, bể và dầu. Da này chỉ vừa với nước đào da khô, và ở thời tiết đại Hàn, thời tiết ôn đới, thời tiết khô, chứ không hề hợp với thời tiết Việt Nam một tí nào mọi người ạ. Và màu của Ly là màu B20, nhưng mà lên da của Ly vẫn khá là trắng sáng đấy. Một bạn nữa mà Ly rất là mê, nhưng mà bạn ý đã hết sạch rồi. Mê lắm ý, nhưng mà không biết có nên mua lại không. Tại vì đấy là Chanel Vita Lumiere Glow. Ôi, siêu thích, siêu nhẹ mặt. Nó không phải là một bạn mà sẽ lì đâu, tại vì nó là dòng glow, dòng bóng. Nhưng mà bóng rất là dễ thương, rất là đẹp. Nó đúng như kiểu là my skin but better. Màu nó cũng chuẩn cho da của Ly luôn, và Ly cũng đã có review rồi. Mọi người xem review cho Ly nhá. Một bạn nữa của Sisley mà Ly không có review, nhưng mà Ly dùng 1-2 lần xong Ly cũng hơi thất vọng một chút. Bạn này là Phyto Blanc. Hình như là Sisley không còn bán ở Việt Nam nữa rồi mọi người ạ. Hãng đã ra khỏi Việt Nam tại vì không bán được đồ, tại vì đồ quá đắt. Thì đây là cái mà Ly đã tặng, hãng tặng khá là lâu rồi. Bạn này nó giống cái dạng là chúng ta sẽ phải ấn ở đây và chúng ta sẽ có kem nền lên ấy. Nhưng mà vì bạn này là của Pháp, và bạn này cũng là thiết kế dành cho thời tiết ôn đới, do vậy là về Việt Nam bể nền và nhìn trông rất là kinh, trông như một chảo dầu vậy. Và Ly không recommend bạn này. Rồi, và cuối cùng chúng ta có hai bạn của Romance, một yêu và một không yêu. Thì chúng ta sẽ đi đến với bạn yêu trước nhá, chính là bạn New Zero Cushion. Siêu thích luôn ý. Ai mà hỏi Ly là mua cái gì của Romance mà dạng cushion thì Ly highly recommend bạn này. Ly còn một bạn water nữa, Ly chưa thử, thì đi Ly thử xong rồi Ly recommend lại cho mọi người. Nhưng mà bạn này rất thích, lên trên da rất đẹp, và nó không giữ được dầu cho mình quá lâu, nhưng mà khi mà nó bắt đầu cuối ngày nó vẫn rất là tự nhiên và nhìn trông khá là giống da thật. Cuối cùng, một sự thất vọng dành cho Romance, đấy chính là bạn Romance Back Me Tone Up Sun Cushion. Ôi trời ơi, ai mà đã xem chiếc video Ly làm về bạn này thì cũng đã biết cảm nhận của Ly như thế nào rồi. Sun Cushion là kem chống nắng dạng cushion, nhưng da Ly cũng không phải là quá tối nhá, nhưng nó lên cái da của Ly không khác gì một cái màng trắng phủ lên trên da của Ly luôn, và nhìn trông rất là ghê. Ly không thể nào dùng bạn này một mình được, và Ly cũng không thể nào tắt chấp bạn này qua ngày được, tại vì nó quá trắng so với da của Ly. Và kể cả hãng cũng đã có sẵn một phần có màu ở giữa rồi, nhưng mà cũng không đủ đô so với cái độ trắng ở bên ngoài. Do vậy bạn nào trắng tinh, trắng bóc thì các bạn hãy dùng bạn này nhá. Và đó chính là một sản phẩm rất là không thích của Ly, của Romance. Và bây giờ chúng mình sẽ đi đến với tất tần tật những sản phẩm mắt mà Ly đã dùng hết trong thời gian qua ha. Đây là tổng hợp 5 cây mascara Ly đã dùng hết. Mọi người có thể nhìn thấy là đa số ở đây chúng mình toàn là mascara của Heroin, và cũng là dòng mascara và hãng mascara mà Ly yêu thích nhất mọi thời đại cho đến tận bây giờ. Dùng tận 3 cây luôn á. Rất là thích luôn, và Ly siêu recommend mọi người dùng mascara Heroin. Bầu mắt của Ly rất là dầu, và Ly chuyên gia cười tít mắt và xong rồi rất là dễ lem ở dưới. Nhưng mà không, dùng mascara Heroin không bao giờ lem, không bao giờ lem một tí nào luôn, và siêu thích. Nhưng mà dĩ nhiên dùng mascara của Heroin thì cũng hãy nhớ dùng cả tẩy trang mắt của Heroin nha mọi người. Tại vì nếu không ấy thì tẩy trang Clinique
tẩy trang Maybelline dầu tẩy trang không có gì tẩy được ngoài bạn này. Tại vì nó quá chắc, nó giữ độ cong của mình quá tốt. Thế nên là chúng ta vẫn phải đầu tư thêm bạn này. Tiếp đến là hai bạn mascara mới thấy cũng ok. Nếu như mọi người khó mua heroin thì mọi người hoàn toàn có thể mua Lemonade Supernatural và Romance Hand-On Fix Mascara. Romance thì sẽ thiên về tự nhiên, mascara của Lemonade sẽ extra hơn một tí nhưng mà vẫn thiên về tự nhiên, và hai bạn này chúng ta hoàn toàn có thể dùng hàng ngày được. Và hai bạn này cũng không lem mấy nha mọi người. Mà nếu mà hoàn toàn không lem thì chắc chắn chỉ có heroin mate thôi. Tiếp đến chúng ta có ba cây chì kẻ máy: Ophelia, Innisfree và Anastasia. Hai hạng mục, hai mức giá khác hẳn nhau. Và đến tận bây giờ 10 năm làm YouTube rồi, 10 năm làm YouTube blogger rồi, thì Lee vẫn khuyên mọi người hãy chọn những bạn chì kẻ máy giá ổn thôi, giá khoảng 200-300 nghìn thôi là rất là ok rồi. Không cần nhất thiết là phải chì kẻ máy lên đến tận mấy chục đô đâu mọi người ạ. Tại vì thực ra ấy, cái skill kẻ máy của mình ấy, nó quan trọng hơn là chì như thế nào. Mọi người mà cái khả năng, cái skill của mình đẹp ấy thì dùng mấy cái này cũng rất là ok rồi. Còn skill mà đã tệ thì dùng cả đến chì kẻ máy của Anastasia mười mấy đô một cây thì cũng không thể nào đẹp lên được đâu mọi người ạ. Thế nên là hãy nâng cao trình độ kẻ máy của mình nhé. Và với trình độ kẻ máy của Ly thì Ly vẫn ổn với những bạn này. Mascara lông mày thì Ly cũng có 3 cây. Đầu tiên là của Innisfree, Lily by Red và Esquire. Esquire thì packaging quá tệ, không biết nói gì hơn. Và thực sự Ly cũng không có ấn tượng gì nhiều với bạn này. Mực quá nhiều nên khi mình chải cho lông mày của mình thì rất là khó định hình, và cũng như là nó rất là dễ bị lem tại vì mực quá nhiều mà nó không gạt bớt mực đi cho mình. Còn lại hai bạn này của Innisfree cũng như là Lily Barrett thì Ly đều recommend vì giá rất là ổn và nó thực hiện đúng nhiệm vụ, đấy là mascara lông mày, tạo hình lại lông mày và cũng như là giữ cho cái lông mày của mình đứng đủ, chúng ta có thể dùng ban ngày và cũng như làm đều màu của lông mày của chúng mình nhá. Eyeliner duy nhất mà Ly có ở đây đấy chính là bạn Heroin Matte Liquid Eyeliner. Bạn này Ly cũng rất là thích, màu nâu rất là tự nhiên, và nói chung là đồ của Harry Matte thì như Ly chưa chê được cái gì cả mọi người ạ. Tiếp đến thì chúng ta có một cây, đây là kem lót mắt của NARS. Ly rất là thích kem lót mắt của NARS hơn cả cái lót mắt của Urban Decay cơ. Tại vì cái đầu Dofus Applicator dùng rất là thích và cũng như là nó rất là bền lâu. Còn với của Urban Decay thì hiện tại bây giờ Ly dùng, Ly cảm thấy cái chất kem nó không được đều lắm. Do vậy là Ly vẫn recommend bạn NARS này hơn là Urban Decay nhá. Và đây là hai bạn highlight. Một bạn highlight này của Glossier là dùng cho bầu mắt, giống như kiểu kem màu mắt nhũ vậy. Còn đây là bạn này của Cover FX, là bạn highlighter dạng liquid, dạng nước, để chúng ta có thể blend ra và dùng ở tất cả mọi thứ, mọi đâu của chúng ta trong gương mặt cũng được. Và Ly thì Ly rất thích bạn Cover FX này, và Ly không nghĩ là chúng ta cần phải mua những cái bạn liquid highlighter mà nó dạng full size to đâu. Chúng mình chỉ cần mua mini size này là cũng là đủ rồi, tại vì chúng ta chỉ cần một chấm mẹ, có khi nửa chấm là chúng ta đã có đủ là để highlight gò má này, hay là highlight đầu mũi, hay là những cái phần mà chúng ta cần highlight cho gương mặt của mình rồi. Không cần dùng quá nhiều, chỉ có makeup artist mới cần dùng nhiều thôi. Còn với bạn này của Glossier thì dùng rất là ok, nhưng mà nếu chúng ta không có kem lót mắt thì chắc chắn là nó sẽ đọng cặn và chắc chắn nó sẽ bị chảy. Do vậy là chúng ta nên nhớ là phải dùng kem lót mắt. Và màu này của Ly là màu Lit Star, là cũng là một trong những màu popular nhất của Glossier. Ly cũng dùng khá là nhiều rồi, bây giờ đến mức mà bạn ấy cũng khô rồi và cũng hết hạn rồi mọi người ạ. Và đó chính là tất cả những sản phẩm mà Ly đã dùng hết trong 6 tháng vừa qua. Ly hy vọng là mọi người đã thích chiếc video này và chúng mình sẽ gặp lại nhau trong những video lần sau Beauty MT nhé. Và đừng quên là subscribe đi, tại vì Ly biết là có rất là nhiều bạn theo dõi Ly mà không subscribe Ly nha. Thế nên là hãy cho Ly một chiếc subscribe và cũng như là theo dõi những video tiếp của Ly và các nội dung mà Ly chia sẻ khác ở trên các kênh mạng xã hội khác của Ly, Facebook, Instagram, TikTok và cả YouTube nữa nha mọi người. Thế thôi, bây giờ thì Ly xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong nửa năm nữa với Beauty MT tiếp theo. Bye bye.